Đúng rồi. Đó, 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 đó. Wow. Dạ. Dạ. Rồi thì em. Dạ em xin lỗi Rồi ha. anh. Dạ dạ. Rồi anh nói. Dạ, rồi anh chỉ thấy trùng khớp ở những điểm nào anh chỉ cho em biết được không? Thì em không biết thì nghe em coi trong cái tờ cái tấm trong đó thì ông già đi tìm mẹ với em Dạ. chứ nói em là có bà chị, có người bà chị là con trước của má em. Dạ. Rồi em mới nói sao mà tên sao tên trùng tên với má em quá, Nguyễn Thị Nguyệt thì đúng anh. má má em thì Nguyễn Thị Nguyệt đó. À. Em mới cãi, em kêu vợ em cãi đi tìm đi, biết đâu phải thì hên thì mình gặp, còn không phải thì thôi. Dạ có sao Anh đi đâu. diễn con lai qua đây nè Em anh. đi online. Dạ Tìm ma không gặp. rồi cho em hỏi cái nha, là Dạ. mẹ mẹ của anh bây giờ còn khỏe không? Mẹ em mất rồi. Chết rồi, bị bệnh ung thư. Dạ. Dạ. Rồi rồi mẹ trước đây cái sự xuất thân ra sao, và trong câu chuyện thì ngoài cái việc mà anh thấy anh giống chú ra thì với mẹ tên Nguyệt ra thì có những điểm nào anh nghi ngờ nữa không? Má má em thì nói ba em thì làm ở căn cứ Long Bình, rồi má em thì cũng làm đó, mà Dạ. má em ở Biên Hòa Đồng Nai. Đúng rồi, trùng hợp cái đó anh. Trùng khớp luôn. Dạ. Dạ. À, cái hình Vậy giống luôn anh, cái hình mẹ y chang luôn. à, bây Mẹ giờ ảnh còn y không? cái hình đó đó. Bây giờ còn không? Dạ. Bây giờ còn hình Hình mẹ không? mò đi mất Ô rồi. hình mẹ em đi qua Mỹ rồi, em thất lạc, em Thất không lạc có. hình rồi. Qua đây hai mươi À mấy năm rồi anh. Dạ. dạ. Vậy rồi trước trước anh là mẹ cũng có hai anh Có chị người khác chị, hả? À có có người một chị. người chị. Dạ, mà chị À 10 được 13 tuổi thì em lúc đó em được đâu cũng khoảng 9 tuổi 10 tuổi gì đó, rồi chị em bị bệnh rồi chị em mất, rồi có dạ mình em thôi. dạ dạ à, dạ vậy là sau là cả anh với cả mẹ qua Mỹ à? lâu mẹ mất ở bên, mẹ anh bên Việt Nam á, mất năm chín À tư à rồi má mất năm rồi chín tư mất rồi trước em đi cuối khi năm chín tư. rồi Dạ rồi mất trước khi là anh đi Mỹ. Dạ em hiểu rồi. dạ đúng 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 Dạ. Vậy Dạ. thì trong giấy tờ này kia thì anh sinh năm mấy? Nào 71. Sinh À năm năm 71. 71. Dạ. Dạ. Dạ, có ngày tháng luôn không? Ngày tháng em đi qua đây em nói thiệt em không biết giấy tờ giấy chứng minh gì, em đi với người Tại ta vì người ta qua. mua con nuôi Dạ. á, nghèo quá anh. Người ta mua Chứng ảnh đó anh. minh em không có giấy chứng minh mà lộn trong người em luôn mà. Dạ. Không có gì Yeah. luôn. Ảnh á, gia đình nghèo quá mua. Người ta Dạ. đổi hết trơn giấy tờ, người ta sửa hết. Không biết ngày Dạ. đấy. Em làm giấy tờ, người ta làm giấy tờ cho em qua bên này á, thì người ta lên em được tuổi, tại vì em 71, người ta làm giấy tờ lên 70. Ta ghép á anh, ta làm, ta sửa thì đi hết gia đình đó. Dạ. Nghèo Dạ. quá mà mua con nuôi. Vậy Em kêu là má đi. dạ, vậy là anh thấy cái hình đó giống má anh là thứ nhất, thứ hai nữa là má cũng là tên Nguyệt. Dạ má tên Dạ. là Nguyễn Thị Nguyệt. Dạ. Nguyễn Thị Nguyệt luôn anh, ý luôn. Rồi làm căn Dạ. cứ Long Bình có bà chị luôn. Có Dạ. chị bệnh, chị đâu bệnh, chị mất. Ừ, cái này coi có mình em thôi. Em thấy Dạ. Má em mà không mất chắc em cũng không đi đâu. Em nói má không mất thì em ở Việt Nam luôn chứ em không muốn đi Mỹ. Tại vì ông khổ quá, Việt Nam anh đạp xích lô Dạ. đồ khổ quá trời. Dạ. Rồi bây Dạ. giờ thế này anh chị nè, là em cũng rất là vui khi anh chị lên tiếng. Dù đúng dù sai chúng Dạ. ta chưa biết mà chúng ta phải lên tiếng thì mới có người để đối chứng. Nếu ví dụ như quả thực, Dạ. nếu mà quả thực mà anh là con của chú thì cái điều đó cũng là cái điều hạnh phúc cho chú nữa chứ không phải là riêng gì anh, bởi vì chú rất là khao Dạ. khát, chú rất khao khát bởi vì Dạ. chú không có người con nào cả. Dạ. Dạ. Tại vì á, ảnh tưởng ba ảnh chết rồi. Ảnh buồn Dạ. lắm, đi qua đây tìm không gặp. Hôm nay Dạ. tình cờ thấy mừng quá anh. Dạ. Anh vô liền. Em thấy giống với anh, thấy nhìn cái lỗ mũi á, giống y chang, anh ngồi anh khóc mà anh thấy không? Khóc gặp bà khóc. Không đúng đúng Em giống mong thiệt. anh kết nối để cho gặp ba ngồi khóc rồi thấy không? Dạ giống thiệt. Em thì em qua đây thì có một mình ngựa thôi, em không có dòng họ bà con hết á. Có Ờ, vợ đó mấy không chị? vợ em. Có vợ, giờ hai ngựa đó chứ một ngựa. Dạ. Bây giờ có vợ đó, có thêm con ngựa nữa chứ Dạ. đâu phải một ngựa đâu. Dạ em có cái kênh nè, em dài em lên em hát đó, thì ra em mới gặp được, tìm ra được anh đó. Em Dạ. lên em hát hò, em cũng có thông tin coi sao. Thì cái chị kia chỉ em mới chạy vô, anh em mới nhắn tin trong cái video đó luôn á. Dạ.
Dạ. Em mong cho ảnh được gặp ba Đúng rồi. nè, quá giống anh, nhìn đi anh nhìn kỹ nè, thấy không, Dạ cũng giống, công nhận giống quá thiệt. trời luôn cái lỗ mũi, Em em thấy cái lỗ mũi y hệt luôn. đi ra đường ai cũng nói em Mỹ đó, không ai nói em Việt Nam luôn. Dạ không có nghĩ là Mà anh lai biết đúng sao không, không? Dạ. chồng của em á lúc Việt Nam đi học bị kỳ thị, bị đánh quá anh, không có Em biết đâu chữ, đâu có đi học được đâu anh, đâu bị có đánh chữ đâu. quá trời đánh, rồi á là em phải test với anh á, anh không có biết ghi tiếng Việt, Em chịu thua, em không có học, em không có học tới lớp bị hai đánh, kìa. đi học cũng nói Dạ. bị người ta đánh hoài, kỳ thị con lai nó đánh Dạ, không kể á, nó em anh xin bị đánh lỗi hoài. là em xin lỗi là anh tên gì anh á? Dạ em tên thiệt của em á, tên ở Việt Nam á là Nguyễn Thanh Long. À anh Long. Dạ. Dạ. Rồi, à, anh Long Dạ. ngồi thẳng người lên cho em chút xíu coi, ngồi thẳng người lên cho em chút Dạ. xíu. Ừ, nó hơi bị cắt. Em được công nhận là nhìn hai cái tấm hình giữa anh với chú là công nhận giống thiệt. Ừ. Giống quá anh ơi, em vừa nhìn lâu ổng là em nói trời ơi em nuôi ba anh rồi, tại vì cái lỗ mũi giống quá, em thấy lỗ mũi ý hệt. Rồi, vậy Thì bây giờ em thế nói ngay, này, rồi anh nói đi anh. em được cái thì em muốn đi tìm ba mà tìm không gặp, thì tình cờ em qua đây, em cũng có được ba mẹ nuôi cũng người Mỹ luôn, mà hai ông bà thì giống như ở trong farm, trong gãy anh. Mà hai ông bà không có con mà nhận em làm con nuôi thấy tội tội. Em nói nếu gặp được ba con nữa thì tốt, không gặp được ba thì tao cũng có ba. Em nói với ông già Mỹ, em nói tao không có, tao cũng còn có gặp ba có má này rồi. Em có nói vậy. Dạ. Thường thấy thường ha, ông bà cũng không có Dạ. con. Ừ. Nhưng mà cũng cảm Đâu. ơn, nhờ anh đi, nhờ anh kết nối giùm cho gặp đi. Dạ. Rồi bây giờ thế này, thưa anh chị, là em đã ghi nhận được cái thông tin của anh chị rồi. Rồi Dạ. em sẽ chuyển tải đến chú. Rồi sau đó đó thì Dạ. chú có nguyện vọng như thế nào đó thì em sẽ báo cho anh chị biết nha, anh Long nha. Dạ. Dạ dạ Dạ. dạ Anh cứ Rồi. liên lạc Zalo nhắn tin cho em á, hay gọi á, Dạ dạ tại vì dạ chồng em rồi. nó không biết chữ cho nên em sẽ viết trả lời cho anh, tội nghiệp không biết Dạ chữ gì hết. dạ. Rồi, vậy nha anh chị nha, em chúc Ấy sức giờ anh khỏe gọi. anh Dạ chị. em cảm Cảm ơn ơn anh nha. Ừ. Ấn Dạ độ gấp dạ. quá trời luôn, nhớ như bà Dạ. cụ quá. Bye Ok bye. em cảm ơn anh nhiều Dạ nha. dạ 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 bye bye anh chị. bye, dạ Dạ mong tin dạ. anh nha. Dạ 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 vâng. cảm ơn anh. Dạ dạ dạ. Alo. 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 Dạ chào anh Trung Vĩ ạ. Dạ dạ chào anh. Dạ, thưa anh. À, tôi có coi cái clip 548 của anh á, nói về cái Dạ. trường hợp cái chú anh thì gì đó có một người bạn gái Rồi tên rồi, là rồi em hiểu tên rồi Mệt. rồi, ok em, rồi em hiểu rồi, lý do Thưa làm sao anh? thì dạ thưa thưa này thì cái clip tới clip 582 á thì thấy cũng có cô Nguyệt nào đó rồi cũng liên lạc như vậy á, thì cũng chúc mừng cho cô đó, nhưng mà thật ra mà nói thì cái đó thật giả thì tôi không có bàn tới, nhưng ở bên này bạn tôi cũng là người Mỹ gốc lai anh, thưa anh cũng có người mẹ tên là Nguyệt, cũng người mẹ tên Nguyệt làm ở Long Bình luôn, nhưng ở đây đó là một trường hợp tôi chỉ báo lại với anh thôi, để cho cái clip kia thì ví dụ như cái cô Nguyệt đó đó với lại cái chú anh gì đó, nếu mà thực sự là đúng á thì tôi không có nói gì hết, thì tôi chúc mừng cho họ, còn nếu giả sử mà không phải á thì từ đây cũng có một trường hợp là bạn tôi làm ở trong hãng luôn á anh, thưa anh làm trong hãng, dạ tên là anh Tony Hồ á, dạ thì cũng có người mẹ tên là Nguyệt, nhưng cái cô Nguyệt đó đã mất vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 1994 rồi, cho nên á dạ thì cũng có một người bạn là cô, cái cô Nguyệt này nè cô cũng làm ở ở Long Bình, cũng có một quen một người Mỹ, sau đó thì nó cũng giống như anh như vậy, đẻ sinh ra một đứa con, cái con nó bây giờ đã định cư Mỹ với tôi, và hiện nay anh chàng đó đang làm việc ở chung hãng với tôi, thì ảnh cũng có tâm sự như vậy. Thì cái trường hợp này á thì em cũng báo với anh như vậy thôi, còn cũng chúc mừng ví dụ của cô Việt kia là đúng sự thật đi thì chúc mừng cho cổ, còn nếu mà giả sử mà không đúng, tại vì khi người ta nhận quan hệ huyết thống với nhau thì chắc chắn người ta phải thử ADN, Đúng 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 cái điều đó phải xảy ra là chắc chắn rồi, cho dạ nên nếu giả sử thử ADN mà không chính xác á dạ thì đây là cũng là một trường hợp mà cũng báo với anh biết rồi để có phải là đúng hay không thôi, dạ còn cái dạ chuyện tốt đó thì quá em cũng chúc mừng, cũng chúc dạ mừng cho em cái hiểu rồi, việc đó. em hiểu cái nội dung rồi. Vậy thì em rất rất là vui khi mà anh đã lên tiếng về điều này. Vậy rồi cái anh mà được nghi ngờ là con của cô Nguyệt đó đã biết chuyện này chưa?
Dạ biết thì ảnh mới nhờ tôi liên lạc với anh á. Dạ, rồi dạ. Em hiểu rồi. Ví dụ như nếu anh tiện lợi á, dạ. Ví dụ nếu anh cảm thấy mà nếu được thì cái cho số điện thoại của anh đó cho anh biết để mà dạ, anh dạ. có thể liên lạc ha. Dạ, anh rồi. Có thể làm ơn anh có thể biết số điện thoại của anh đó luôn ha. Rồi bây giờ thế này hẹn hôm nay đó là cô Nguyệt ở bên Việt Nam đó sẽ nói chuyện với ông Andy cũng tiến hành, bởi vì bên đây người ta cũng có cái nguyện vọng đó thì cứ tiến hành rồi. Ví dụ như là sau đến khi mà cái kết quả nó không như mong đợi đó thì là em mong được cái sự mà giúp đỡ của anh nha anh nha. Dạ, mong được kết nối của anh để em xác minh bên đây thử. Và nếu được á, thì là phiền anh gửi cho em vài tấm hình của cái người con của cô Nguyệt ở bên Mỹ đó. Phiền anh gửi cho em vài tấm hình để em gửi cái thông tin này cho chú xem. Rồi cảm ơn anh ha. Thì bây giờ chúc anh cũng thành công trong việc này và cũng chúc anh đó là cô Nguyệt với lại các anh kia với cái chú anh đi đó là đúng sự thật. Thì bây giờ em cũng làm thinh cũng không có cũng làm thinh không có báo động đến cái chuyện này nhưng mà giả sử nếu mà trường hợp mà cô Nguyệt đó đó với lại nó mà sau khi mà kiểm tra lẫn nhau với lại đứa con đó mà với anh Cương ở New York á mà không chung huyết thống á thì đây là cái trường hợp cũng báo với cho anh biết đó là trường hợp thứ hai. Mẹ của anh này tên là Nguyệt, cũng làm việc ở Long Bình và xin thưa báo với anh rằng đã mất vào ngày mùng 2 tháng 4 năm 1994 rồi. Thì cũng báo với anh như vậy. Em xin lỗi là cô Nguyệt bên đó là họ gì hồi nãy anh có nói phải không em? Thì coi như thằng bé cái này là nó cũng là họ Nguyễn luôn anh ơi. Cũng họ Nguyễn. Nguyễn luôn chắc chắn, và có một người chị. Có một người chị luôn. Cũng đúng cái hình như hai sinh tinh như vậy. Còn cái trường hợp mà thêm có cái clip theo dõi clip mà 582 của anh á thì nói cái cô Nguyệt này nè. Thì cũng con quen biết cũng cắt nhóm tóc thì cái đó là trường hợp nó quá đúng rồi thì mình không có dám bàn luận đúng hay sai nhưng mà thôi cái đó để mình cũng làm thinh, em cũng làm thinh luôn nhưng mà cũng báo anh thêm một trường hợp như vậy. Thời buổi giờ thì nó cũng dễ ở cái chỗ là có giám định ADN nữa chứ không phải là cái đó là những bằng chứng nhưng mà thì nhiều khi thử đây anh không đúng thì cũng báo anh thêm một trường hợp thứ hai. Biết đâu là anh cũng làm phước á, thì cái kinh anh là kinh toàn làm phước không à. Em cũng ủng hộ anh ha. Ok anh cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cảm ơn anh chị nha, chúc anh bị thành công. Bye bye chúc anh. Chị Nguyệt với anh thì cũng đúng. Rồi bye anh nha.